Em xin kính chào các quý đồng nghiệp, và bài trình bày ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về các cái vấn đề về tuyến vú liên quan đến nhóm đối tượng đặc biệt, đấy là trẻ em và thanh thiếu niên. Thì đôi khi cái việc tiếp cận chẩn đoán ở cái nhóm đối tượng này trở thành một cái thách thức đối với các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, do những cái đặc điểm riêng về cái sự phát triển của tuyến vú theo độ tuổi và cái mô hình bệnh tật ở trẻ thì lại khác với người lớn, và gây ra những cái nhầm lẫn khi thăm khám và cái việc đưa ra cái quyết định quản lý và can thiệp. Trong cái nội dung của bài trình bày này thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại cái sự hình thành và phát triển của vú thông qua cái phần mô phôi học phát triển của tuyến vú, thảo luận về các phương pháp tiếp cận hình ảnh và cách quản lý thích hợp đối với các bất thường bẩm sinh và phát triển vú ở trẻ em. Đồng thời sẽ trao đổi khám phá các cái tổn thương vú phổ biến và không phổ biến của trẻ em và thanh thiếu niên qua một số những cái ca bệnh. Thì khi mà nhắc đến cái bệnh lý tuyến vú ấy, thì không thể không nhắc tới ung thư vú. Thì cho tới nay ung thư vú vẫn là mối quan tâm hàng đầu của phụ nữ, và cái tỷ lệ ung thư vú ở tất cả các lứa tuổi theo cái thống kê năm 2020 của Global Can là 11,7%. Và chính cái điều này cũng là cái nguồn gốc gây lo lắng của nhiều bậc cha mẹ mà có con đang gặp phải các vấn đề về vú. Thế thì tuy nhiên thì ung thư vú nguyên phát ở trẻ em thì lại cực kỳ hiếm gặp. Cái tỷ lệ mà mắc ung thư vú được báo cáo ở phụ nữ dưới 20 tuổi là 1 trên 1 triệu. Và phần lớn các bất thường về vú ở trẻ em là do nguyên nhân lành tính, với những cái bất thường về biến đổi giải phẫu này, bất thường bẩm sinh này, các tổn thương không tân sinh lành tính cũng như các khối u lành tính. Mô vú ở trẻ em thì là cái mô mà đang phát triển và nó đặc biệt nhạy cảm với tia xạ. Hơn nữa thì khi mà chúng ta can thiệp vào cái chồi vú đang phát triển thì có thể dẫn đến những cái biến dạng vú vĩnh viễn. Do đó cái việc lựa chọn cái phương pháp chẩn đoán và quản lý phù hợp với cái bệnh lý tuyến vú ở trẻ em là rất cần thiết. Đối và cái việc lựa chọn phương tiện chẩn đoán và đưa ra cách xử trí cho các đối tượng này thì cần phải nhấn mạnh một cái nguyên tắc, đấy là trước tiên không gây hại, first do no harm. Và trong đó thì cái khám lâm sàng là đầu tiên và là một phần thiết yếu để đánh giá đầy đủ các cái bất thường về vú ở trẻ em. Cùng với cái việc khai thác cái tiền sử và khám lâm sàng, nhiều vấn đề về vú ở trẻ em thì hoàn toàn có thể được phân loại chính xác là cái quá trình phát triển bình thường hoặc là các cái biến đổi sinh lý. Và những cái trường hợp như vậy thì đôi khi chỉ cần giải thích theo dõi mà chúng ta sẽ không cần thêm bất cứ một cái phương tiện chẩn đoán hay là can thiệp nào khác. Trong các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh thì siêu âm được lựa chọn là cái phương thức hình ảnh chính và đôi khi là cần thiết duy nhất được sử dụng để đánh giá các cái tổn thương vú ở trẻ em, do cái đặc tính về được cái độ đặc hiệu, độ nhạy trong chẩn đoán cũng như là hạn chế tia xạ và dễ áp dụng với những cái đối tượng này. Chụp X quang tuyến vú thì đôi khi cũng được sử dụng. Những cái trường hợp mà có thể thực hiện được cái phương pháp chụp X quang tuyến vú thì cái việc đánh giá lại bị hạn chế do cái tuyến vú trẻ em khá là đặc và vấn đề nhiễm xạ với cái mô vú nhạy cảm ở cái nhóm tuổi này. Những cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác như là chụp các lớp vi tính hay là cộng hưởng từ thì thường được dành để đánh giá mức độ bệnh và để đánh giá những cái tổn thương thành ngực sâu, những cái bất thường về mạch máu hay là đánh giá tương quan với những cái tổn thương mà chúng ta nhìn thấy ở trên siêu âm. Thì cũng giống như siêu âm vú ở phụ nữ trưởng thành, đánh giá hình ảnh siêu âm vú ở trẻ em cần phải được đặt trong một cái bối cảnh lâm sàng, tiền sử bản thân và gia đình, tuổi của bệnh nhân nữa. Và khi chúng ta ngồi làm siêu âm thì chúng ta không chỉ là đặt cái đầu dò lên ngực của bệnh nhân và làm không, mà đồng thời chúng ta phải có trách nhiệm thu thập được những cái thông tin thích hợp đó từ bệnh nhân, từ cha mẹ bệnh nhân và từ phía các bác sĩ lâm sàng. Cái việc chuẩn bị tâm lý thoải mái của bệnh nhi khi làm siêu âm là rất quan trọng để cho cái cuộc thăm khám được diễn ra một cách thuận lợi. Và đây là cái hình ảnh minh họa của một cái phòng siêu âm dành cho trẻ ở một cái trung tâm chẩn đoán hình ảnh tại Ohio, Mỹ. Thì ngoài những cái phương tiện không thể thiếu được như là máy siêu âm, đầu dò siêu âm, thì họ còn trang bị cái hệ thống màn hình TV để phát phim hoạt hình, rồi tranh vẽ, tranh dán tường để giúp trẻ có thể phân tán tư tưởng, không tập trung vào cái việc mà đang bị siêu âm và không sợ làm siêu âm. Một cái điều quan trọng nữa đấy là
cần đảm bảo cái tính riêng tư khi thăm khám, đặc biệt là ở các bạn nữ trong độ tuổi đi học, bởi vì cái đối tượng này là cái đối tượng rất là nhạy cảm và thường rất là xấu hổ khi mà làm. Chúng ta cùng nhìn lại các cái giai đoạn phát triển về tuyến vú. Sự phát triển tuyến vú thì diễn ra theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là vào thời kỳ bào thai, từ tuần thứ 5 đến tuần thứ 6 của thời kỳ bào thai, và sự phát triển của tuyến vú bắt đầu khi mà các cái tế bào biểu bì xâm nhập vào cái lớp trung bì sâu hơn để hình thành nên những chồi vú chính, hay còn gọi là chồi vú nguyên thủy. Những cái chồi này bắt đầu phân cấp và tạo thành những chồi thứ cấp, sau đó thì phân nhánh kéo dài thêm để tạo thành những cái ống dẫn sữa. Cùng với cái việc phát triển chồi vú thì phía bên ngoài sẽ hình thành một cái lõm ở trên da thì được gọi là cái mammary pit, và sau đó cái vết lõm này sẽ phát triển thành cái phức hợp quầng và núm vú. Những chồi vú này thì phát triển kéo dài từ nách đến bẹn. Thế nhưng thông thường thì cái phần đầu và phần đuôi của nó sẽ không phát triển và chỉ để lại cái phần ở khoảng khoang liên sườn thứ tư, và phần này sau đó sẽ phát triển thành vú. Ở trẻ em gái thì giai đoạn phát triển thứ hai của tuyến vú bắt đầu ở tuổi dậy thì. Cái sự phát triển vú ở tuổi dậy thì thường xảy ra sau 8 đến 9 tuổi và trước 13 tuổi. Dưới ảnh hưởng của các cái hormone estrogen, progesterone và các hormone khác thì các ống dẫn bắt đầu dài ra và phân nhánh, dẫn đến cái sự biệt hóa của các tiểu thùy và sự phát triển của các đơn vị tiểu thùy ống tận. Thì tác giả Marshall và Tanner vào những năm 70 của thế kỷ 20 thì đã đưa ra các cái khái niệm cơ bản dành cho sự phát triển dậy thì bình thường ở trẻ em và thanh thiếu niên, cho đến nay vẫn được sử dụng. Sự phát triển tuyến vú ở trẻ nữ thì gồm 5 giai đoạn Tanner tương ứng với các cái giai đoạn dậy thì, và là một trong những nội dung của phân loại Tanner về phát triển đặc điểm giới tính thứ phát. Thì trong đó thì quầng vú bắt đầu phát triển từ 9 đến 11 tuổi, và cái sự gia tăng kích thước của mô vú và quầng vú tương ứng với cái giai đoạn Tanner 3 thì bắt đầu ở tuổi thứ 12. Về mặt chẩn đoán hình ảnh thì trên siêu âm chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh mô vú tương ứng của các cái giai đoạn Tanner phù hợp với cái quá trình dậy thì, và có một số những cái hình ảnh minh họa dưới đây để chúng ta có thể làm quen và tránh cái nhận định sai lầm là cái tổn thương dạng khối ở mô vú của trẻ em và thanh thiếu niên. Thì cái giai đoạn Tanner 1 thì chỉ có cái vùng hồi âm nhẹ ở sau quầng vú. Cái giai đoạn Tanner 2 là cái mô vú bắt đầu phát triển và có một cái tiêu điểm ở trung tâm với cái hình sao ở ngay dưới núm vú. Ở giai đoạn Tanner 3 thì mô tuyến bắt đầu tăng âm nhiều hơn với trung tâm giảm âm dạng hình chân nhẹ như thế này. Và ở giai đoạn Tanner 4 thì cái mô sợi tuyến nhiều hơn với nốt giảm âm ở trung tâm và dần dần mất đi cái hình ảnh chân nhẹ giống như ở Tanner 3. Và giai đoạn Tanner 5 là mô vú trưởng thành. Những cái sai sót xảy ra trong các cái giai đoạn phát triển của tuyến vú thì sẽ gây ra những cái bất thường bẩm sinh và bất thường phát triển ở tuyến vú. Sự phát triển tuyến vú sớm ở trẻ nữ thì được định nghĩa là cái núm vú khởi phát trước 8 tuổi. Tức là cái hình ảnh tuyến vú phát triển ở giai đoạn Tanner 2 trở lên. Và sự phát triển sớm của vú có thể xảy ra độc lập hoặc là sẽ liên quan đến cái dậy thì sớm ở các cơ quan sinh dục khác. Phát triển tuyến vú sớm đơn độc có thể xảy ra ở những bé gái 1 đến 3 tuổi, không liên quan đến dậy thì sớm, và những cái trường hợp này thì thường thoái lui mà không cần điều trị gì. Khi mà chồi vú ở dưới quầng vú giảm âm được xác định trên siêu âm mà không có những cái dấu hiệu dậy thì sớm khác thì chúng ta chỉ cần theo dõi lâm sàng là đủ và không cần thêm cái hình ảnh khác hay can thiệp khác. Tuy nhiên thì nếu sự phát triển sớm có liên quan đến các cái đặc điểm giới tính thứ phát thì cần những cái đánh giá tiếp theo, bao gồm như là xác định tuổi xương này, siêu âm bụng chậu. Điều này rất là cần thiết để đánh giá cái sự phát triển của tử cung buồng trứng và loại trừ những cái khối u tuyến thượng thận. Đây là hình ảnh siêu âm một cái trẻ nữ 1 tuổi sờ thấy khối ở cả hai vú, tăng sinh mô tuyến ở bên dưới quầng vú hai bên và không có dấu hiệu dậy thì sớm. Theo dõi lâm sàng và không cần thêm những cái phương pháp chẩn đoán hay can thiệp nào khác ở cái bệnh nhân này. Đây là hình ảnh siêu âm của một trẻ nữ 9 tuổi sờ thấy khối ở vú trước 6 tháng trước ở cả hai bên vú, và siêu âm tuyến vú thì có cái hình ảnh Tanner 3 phát triển sớm hơn so với tuổi. Và bình thường với cái Tanner 3 ấy, thì cái trẻ ở độ tuổi khoảng là thứ 12, và siêu âm mổ bụng thì thấy cái hình ảnh có cái tử cung phát triển to hơn so với tuổi của trẻ. Trẻ có dấu hiệu dậy thì sớm và cần được đánh giá tiếp theo để tìm nguyên nhân. Những cái sai sót xảy ra trong cái giai đoạn phát triển bào thai do sự thoái triển không hoàn toàn của những cái chồi vú nguyên thủy dẫn đến sự tồn tại và hình thành núm vú phụ và tuyến vú phụ. Thì theo cái đường phân bố thì cái bất thường bẩm sinh này có thể xuất hiện bất kỳ vị trí nào, từ nách đến bẹn,
Nhưng mà thường gặp nhất là ở hố nách và ở nếp dưới nếp vú, và đôi khi thì nướng vú phụ có thể bị chẩn đoán nhầm là bớt da. Khi mà có tuyến vú phụ ấy, thì có thể có núm vú hoặc là không có núm vú và có thể thay đổi kích thước và đau theo chu kỳ kinh nguyệt. Đây là hình ảnh của trẻ nữ 12 tuổi đã phát triển tuyến vú hai bên ở giai đoạn Tanner 4, và trẻ đến khám vì thấy có hai nốt nổi gồ lên mặt da ở vị trí nếp dưới vú. Bên dưới nếp vú thì có cấu trúc, trên siêu âm thì có cấu trúc cái dạng núm vú như thế này ạ. Đấy ạ. Thì bệnh nhân khá lo lắng về vấn đề này, và tuy nhiên thì sau khi xác định được đây là bất thường bẩm sinh, là cái tật núm vú phụ, thì không gây ảnh hưởng gì đến sự phát triển tuyến vú bình thường, cho nên là bệnh nhân đã quyết định là không can thiệp gì thêm. Thì khi mà đến tuổi trưởng thành thì bệnh nhân nếu mà có gây ảnh hưởng đến về mặt thẩm mỹ thì hoàn toàn có thể phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ được. Một số những cái bất thường cực kỳ hiếm gặp khác như là giảm sản vú này, hay là tật không vú, hay là bất sản vú, thì trong đó thì cái giảm sản vú và tật không vú thì rất là hiếm gặp và thường là gặp trong hội chứng Poulen. Thế còn cái bất sản vú thì có tồn tại cái núm vú và cuồng vú, nhưng mà mô vú bên dưới thì không phát triển, có thể là do cái sự cắt bỏ chồi vú trong cái điều trị xạ trị ở trước tuổi thiếu niên. Đây là một cái trường hợp báo cáo về hội chứng Poulen ở bệnh nhân nam với hình ảnh chụp cắt lớp vi tính, thì có cái bất thường bẩm sinh không có cơ ngực lớn ở bên phải. Đấy, tuy nhiên thì chúng ta vẫn nhìn thấy được cái hình ảnh núm vú của bệnh nhân. Hai cái ví dụ khác về hội chứng Poulen thì một bệnh nhân nữ 17 tuổi đến khám vì sờ thấy một khối chắc cạnh bờ phải của xương ức, và khi mà siêu âm thì chúng ta thấy cái hình ảnh này nó phù hợp với cả một cái sụn sườn, và cơ ngực bên phải thì của bệnh nhân thì không phát triển, cho nên bệnh nhân dễ dàng sờ thấy được cái cấu trúc sụn sườn này. Trên X-quang ngực thì không nhìn thấy bóng vú và núm vú ở bên phải. Một trường hợp khác không thấy cơ ngực lớn ở bên trái và kèm theo có giảm sản tuyến vú trái ở bệnh nhân có hội chứng Poulen. Và các bệnh nhân này có thể được điều trị bằng các cái phương pháp tạo hình thẩm mỹ tuyến vú. Tuy nhiên thì chỉ định điều trị sẽ phụ thuộc vào giới tính, độ tuổi và mức độ tổn thương nặng hay nhẹ. Chúng ta chuyển sang một cái phần khác, đấy là cái sự phát triển quá mức mô vú ở nam giới thì được gọi là vú to nam giới, hay là cái tình trạng nữ hóa tuyến vú ở nam giới. Ở cái lứa tuổi trẻ em và thanh thiếu niên thì có hai đỉnh thường gặp nhất xảy ra cái bất thường này, đấy là ở trẻ sơ sinh và thanh thiếu niên ở trong giai đoạn dậy thì, tức là 13 đến 14 tuổi, chiếm khoảng 60 đến 75%. Trên lâm sàng thì bệnh nhân sờ thấy khối hoặc đau ở vùng dưới da, phì đại một bên vú hoặc phì đại không đối xứng hai bên. Cái căn nguyên của nữ hóa tuyến vú được cho là có cái sự giảm tỷ lệ testosterone và estrogen. Cơ thể mà dư thừa chất béo cũng có thể dẫn đến tăng cái chuyển đổi testosterone thành estrogen, và một số loại thuốc có tác dụng phụ là gây phì đại tuyến vú. Ở trẻ sơ sinh và trong lứa tuổi dậy thì, nếu mà có xuất hiện cái nữ hóa tuyến vú thì thường sẽ biến mất trong vòng vài tháng đến 2 năm. Cái tình trạng nữ hóa tuyến vú mà xảy ra một cách quá mức hoặc là phát triển nữ hóa tuyến vú ở một bé trai tức trước tuổi dậy thì cho thấy cái sự hiện diện của một cái bệnh lý nội tiết hoặc là một bệnh lý có từ trước đó. Do vậy là nếu mà xảy ra những cái trường hợp này thì cần phải đi tìm các cái khối u cũng như là u tế bào Sertoli, Leydig tinh hoàn, u vỏ thượng thận, u nguyên bào gan hoặc là hội chứng Klinefelter. Đôi khi thì cái tình trạng nữ hóa tuyến vú cần phải chẩn đoán phân biệt với giả nữ hóa tuyến vú, tức là bệnh nhân chỉ có cái phì đại mô mỡ và không có chứa mô sẹo tuyến ở bên dưới. Trên cái hình ảnh siêu âm và chụp X quang tuyến vú của các ca nữ hóa tuyến vú nam giới thì có 3 kiểu thể hiện. Thứ nhất là kiểu khối, thứ hai là kiểu hình cây hay là hình gai, và thứ ba là kiểu lan tỏa tương ứng với cái hình ảnh X quang ở phía bên này. Và các trường hợp này thì mô tuyến đều phát triển phía sau và xung quanh khu vực cuồng vú và không thấy khối bất thường. Đây là cái hình ảnh minh họa của một cái bệnh nhân đến khám với chúng tôi vì phì đại tuyến vú trên siêu âm ở lứa tuổi dậy thì 14 tuổi, với vùng vùng mô sợi tuyến tăng sinh và tăng âm, vùng trung tâm ở dưới núm vú thì giảm âm dạng hình chân nhện và không có khối khu trú bất thường. Bệnh nhân không phát hiện bất thường khác trên siêu mổ bụng và các xét nghiệm hormone. Cái việc chọc tế bào để chẩn đoán các cái trường hợp này là không cần thiết, và bệnh nhân sẽ được theo dõi bằng lâm sàng và siêu âm tái khám. Đây là hình ảnh của cái trẻ nam 15 tuổi có cái ung thư biểu mô tế bào xơ dẹt ở gan, biểu hiện phì đại tuyến vú hai bên. Trên các lớp vi tính lồng ngực thì có cái vùng mô mềm hình tam giác dưới da, và phía sau núm vú là cái hình ảnh của phì đại tuyến vú. Trên các lớp vi tính ổ bụng thì có khối lớn ở gan nấm thuốc kém hơn so với cái nhu mô gan bình thường.
Các cái trường hợp vú to nam giới mà gặp ở các cái lứa tuổi muộn hơn như là trung niên hay là ở người già ấy, thì sẽ hay gặp ở trong cái hội chứng cận u. Vì vậy mà đối với những cái lứa tuổi lớn như thế thì cần phải khảo sát một cái bi lăng toàn thân để loại trừ các cái căn nguyên ác tính khác. Các cái trường hợp nữ hóa tuyến vú mà tồn tại dai dẳng trên một năm hoặc là sau tuổi 17 thì hầu như là ít có khả năng thoái lui, và mục tiêu của các cái ca bệnh như vậy là đi tìm nguyên nhân, và trong trường hợp gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ thì có thể phẫu thuật. Nam giới thì bị nữ hóa tuyến vú đương nhiên được coi là một cái tình trạng bất thường rồi. Vậy thì đối với giới nữ thì khi nào cái sự phát triển to lên của tuyến vú được coi là bất thường? Thế thì đây là cái hình ảnh của một cái bệnh nhân nữ 14 tuổi đến bệnh viện của chúng tôi và được chẩn đoán là phì đại tuyến vú hai bên. Cái thể tích đo được khi mà chụp và MSCT là 900 cm khối ở mỗi bên vú. Kích thước vú lớn phát triển nhanh chóng trong vòng 6 tháng nay sau dậy thì và gây khó chịu, đau mỏi cổ, vai, lưng nhiều và gây ảnh hưởng nhiều đến cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Bệnh nhân rất là xấu hổ khi mà tiếp xúc với mọi người. Cái ảnh chụp định vị cho thấy là bóng vú hai bên rất là tăng thể tích. Siêu âm thì mô vú rất là dày và không phát hiện thấy khối. Bệnh nhân được chụp MSCT để đánh giá cái hệ thống động mạch cấp máu cho núm vú trước phẫu thuật. Cái hình ảnh cái phì đại tuyến vú thiếu niên thì là một cái tình trạng phì đại quá mức ở phụ nữ xảy ra một khoảng thời gian tương đối ngắn, từ vài tuần đến vài tháng. Và cái sự phì đại ở vị thành niên thường bắt đầu ngay sau khi có kinh, nhưng cũng có thể là đến cái thời kỳ mang thai thì mới bắt đầu phát triển. Thông thường thì khi cả hai vú đều đối xứng, phì đại một cách lan tỏa, nhưng tình trạng này có thể không đối xứng hoặc thậm chí là phì đại một bên thôi. Như vậy là về mặt tiến triển, có thể mô tả cái phì đại tuyến vú thiếu niên là phát triển một cách nhanh chóng, đáng báo động. Trên cái giải phẫu bệnh mô học của các cái trường hợp phì đại tuyến vú thiếu niên thì cái mô liên kết của những bệnh nhân này rất là dày đặc và bao quanh các cái cấu trúc hình ống và không có sự phát triển của các đơn vị tiểu thùy ống thận, ống tận. Khác với cái mô vú bình thường thì các cái đơn vị tiểu thùy ống tận với các cái ống tận được lót bởi tế bào biểu mô và dẫn với nhiều những cái tiểu thùy khác. Bệnh nhân này, những cái bệnh nhân này thì có vú đang phát triển nên là rất là hạn chế phẫu thuật. Bệnh nhân có thể được điều trị bằng cái thuốc kháng estrogen chẳng hạn như tamoxifen, nhưng mà thuốc thì cũng gây khá nhiều những cái tác dụng phụ. Sau khi mà phát triển ổn định ở tuổi trưởng thành hoặc là căn cứ vào những cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân thì có thể phẫu thuật tạo hình thu gọn vú. Đây là một cái trường hợp khác của phì đại tuyến vú thiếu niên ở bệnh nhân nữ 17 tuổi được tiến hành chụp MSCT để xác định cái hệ thống mạch cấp máu cho núm vú và đo thể tích tuyến vú trước phẫu thuật. Cái vai trò của chẩn đoán hình ảnh trong những cái trường hợp này đấy là cung cấp cho các nhà phẫu thuật một cái bản đồ trước khi mà họ tiến hành phẫu thuật tạo hình thu gọn vú. Chúng ta chuyển sang một cái phần tiếp theo, đấy là những cái tổn thương lành tính không tăng sinh, thì phải kể đến là cái những cái tổn thương dạng nang mà ở cái lứa tuổi trẻ em và thanh thiếu niên thì hay gặp là cái viêm tắc tuyến Montgomery. Thế thì vai trò của siêu âm trong cái chẩn đoán và can thiệp điều trị những cái tổn thương dạng nang ở vú thì sẽ được trình bày chuyên sâu ở cái bài tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, nên tôi sẽ không đi sâu vào phần này nữa. Những cái tổn thương lành tính không tăng sinh phải kể đến có cái hình ảnh viêm và áp xe tuyến vú ở trẻ em, cũng có những cái đặc điểm lâm sàng và siêu âm giống như ở người trưởng thành. Cái việc điều trị áp xe tuyến vú cũng như những cái áp xe mô mềm ngoài cái liệu pháp kháng sinh thì can thiệp để dẫn lưu mủ rất là quan trọng và cần thiết. Trong đó thì tùy thuộc vào những cái trường hợp cụ thể, cái lựa chọn phẫu thuật trích rạch của áp xe hoặc là chọc hút của áp xe bằng kim dưới hướng dẫn siêu âm. Thế thì ở cái lứa tuổi trẻ này, khi mà mô vú đang phát triển, hơn nữa cái ổ áp xe còn nhỏ, khu trú và dịch hóa, thì chọc hút của áp xe dưới hướng dẫn siêu âm là cái thủ thuật xâm lấn tối thiểu có thể được lựa chọn để phối hợp với cái liệu pháp kháng sinh. Điều quan trọng khi đứng trước một cái tổn thương áp xe tuyến vú thì chúng ta cần cân nhắc lựa chọn cái phương pháp can thiệp nào để đạt được cái hiệu quả tối đa mà can thiệp tối thiểu. Đây là hình ảnh của một trẻ nữ có sưng đau quầng vú kèm theo sốt, và siêu âm thì cái hình ảnh có cái hình ảnh áp xe tuyến vú. Bệnh nhân có được chọc ổ áp xe dưới dẫn siêu âm được 4 ml dịch mủ đặc và kết quả nuôi cấy là tụ cầu vàng. Đây là một cái can lâm sàng được báo cáo trên tạp chí Elsevier về cái trường hợp trẻ nữ 3 tuổi đến khám vì có khối vú phải xuất hiện 5 tháng nay, không có tiền sử chấn thương hay là can thiệp ở vùng ngực khác và không thấy thay đổi màu sắc da cũng như không gây khó chịu và không gây chảy dịch núm vú. Trên siêu âm có một cái cấu trúc dạng nang với cái thành phần dịch bên trong hồi âm kém,
và không có thể tăng sinh mạch trên siêu âm Doppler. Các cái xét nghiệm hormone thì đều bình thường, và để chẩn đoán và can thiệp thì bệnh nhân được chọc hút tổn thương dây hướng dẫn siêu âm và hút ra cái dịch màu trắng như sữa. Đánh giá tế bào học thì cái dịch của tổn thương không có tế bào ác tính, có những cái hạt mỡ ở bên trong dịch, và theo dõi sau 2 tháng điều trị thì bệnh nhân không thấy tái phát. Nang sữa thì ở trẻ em là một cái lứa tuổi ở cái lứa tuổi này rất là hiếm gặp, và hiện vẫn chưa biết rõ cái cơ chế bệnh sinh đằng sau nó. Trên y văn thế giới thì được báo cáo trên dưới khoảng 30 bài báo về những cái trường hợp galactosial ở trẻ nam và nữ, và thú vị là cái trẻ nam thì lại gặp nhiều hơn. Ở các trẻ nam thì các bác sĩ thường chỉ định là phẫu thuật bóc cái nang sữa đi. Tuy nhiên thì với trẻ nữ thì chúng ta cần một cái can thiệp tối thiểu để tránh làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của vú. Trong cái trường hợp này thì tác giả bài báo sử dụng cái chọc hút kim nhỏ để hút ra toàn bộ dịch nang sữa và tránh sang chấn vào cái mô vú đang phát triển. Cái hình ảnh siêu âm của một bé gái 14 tuổi có tiền sử chấn thương 1 tuần, có ổ tụ máu, có khối dạng nang thành dày và có tăng âm thành sau. Với những cái trường hợp như thế này thì lâm sàng rất quan trọng để đi đến chẩn đoán, và chẩn đoán dựa vào tiền sử chấn thương, can thiệp vào vùng ngực, khám lâm sàng có thể xuất huyết dưới da và không có hiệu chứng hội chứng nhiễm trùng. Thông thường bệnh nhi sẽ được theo dõi lâm sàng và siêu âm, các cái khối máu tụ nhỏ có thể tự thấy triển dần, với những cái khối máu tụ lớn hơn chậm phát triển thì sau 4 đến 6 tuần khi khối máu tụ dịch hóa có thể can thiệp tối thiểu bằng chọc hút bằng kim để lấy một khối máu tụ. Chúng ta chuyển sang cái phần là các khối u lành tính ở vú. Thì u xơ tuyến vú là một cái khối u lành tính phổ biến nhất ở trẻ nữ dưới 20 tuổi. U xơ tuyến vú gần như không thấy báo cáo ở trẻ em, do trẻ nam ở trẻ nam và do trẻ nam là không có cái đơn vị tiểu thủy ống tận nơi mà xuất phát hầu hết các khối u vú. Cái tuổi trung bình ở nhóm bệnh nhân trẻ và thiếu niên là 15 đến 17 tuổi, và trên lâm sàng hầu hết những cái khối u xơ tuyến vú thì phát triển từ từ không đau, và khi to thì có thể gây ra bất xứng mô vú hai bên, do mô vú bình thường của trẻ có thể tích nhỏ, vị trí thường ở 1/4 trên ngoài. Các cái khối u xơ này thì nhạy cảm với estrogen và có thể phát triển nhanh hơn ở thời kỳ mang thai, mặc dù là trong chu kỳ kinh thì cái kích thước thì không mấy thay đổi. Khi mà cái kích thước của khối u xơ tuyến vú từ 5 đến 10 cm thì được gọi là u xơ tuyến vú khổng lồ. Thế còn một cái thể biến thể của cái u xơ tuyến vú mà ở độ tuổi thanh thiếu niên mà phát triển cực kỳ nhanh chóng thì được gọi là cái u xơ tuyến vú vị thành niên, hay là juvenile fibroadenom. Cái hình ảnh điển hình trên siêu âm của khối u xơ tuyến vú đấy là một cái khối giảm âm hình bầu dục, có trục song song với mắt da, ranh giới rõ bờ đều hoặc là khí múi lớn và có tăng âm thành sau. Đôi khi trong những cái trường hợp mà có cái tiền sử gia đình ung thư vú thì có các cái bệnh lý ác tính đi kèm thì chọc hút kim nhỏ hoặc là sinh thiết kim lõi có thể được chỉ định để chẩn đoán xác định. Thế còn hầu như nếu tiến triển từ từ thì bệnh nhân không cần can thiệp gì thêm mà chỉ cần theo dõi. Thì đây là một cái hình ảnh của bệnh nhân nữ 12 tuổi có cái khối u xơ tuyến vú khổng lồ, khối phát triển gây bất xứng vú trái so với vú phải. Bệnh nhân không có tiền sử gia đình gì đặc biệt. Kích thước khối ở trên siêu âm đo được ở chiều dài nhất là khoảng trên 8 cm, và do kích thước khối u lớn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật để lấy bỏ khối u. Như đã nói thì một cái biến thể khác của fibroadenom là juvenile fibroadenom, trong đó thì trên cái tiêu bản mô học ấy, của cái juvenile fibroadenom khác với fibroadenom bình thường là các cái tế bào u lớn hơn, nhiều hơn và nhạy cảm hơn. Do vậy thì fibroadenom thường phát triển rất là nhanh chóng, vú to lên rõ rệt và đôi khi có thể kèm theo những cái loét da hoặc là những cái tĩnh mạch nông ở cái vùng u nổi rõ hơn và giãn. Đây là hình ảnh một trẻ nữ 13 tuổi có khối u vú lớn kích thước tăng nhanh trong vòng 2 tháng, khối lớn vượt quá cái giới hạn của đầu dò, đường kính trên 10 cm, cấu trúc âm bên trong thì không đồng nhất, và phẫu thuật khối u mô bệnh học của khối u là juvenile fibroadenom. Một cái hình ảnh khác của juvenile fibroadenom không điển hình đấy là cái hình ảnh chụp đại thể của một cái khối u sau khi lấy ra thì cái kích thước của khối u là khoảng 8 cm, ở trung tâm thì có cái những cái vector tương ứng với cái hình ảnh vector ở trên siêu âm như thế này, và có các cái giải giảm âm có cái giải giảm âm tương ứng với những cái giải mảnh màu hồng ở trên hình ảnh đại thể và có tín hiệu mạch ở bên trong. Trong những cái trường hợp như thế này thì chúng ta cần thiết phải đặt ra một cái chẩn đoán phân biệt với một cái loại u khác hiếm gặp hơn ở cái lứa tuổi này, nhưng mà phải điều trị can thiệp sớm, đấy là cái u diệp thể hay là phyllosteumor.
Vì cái chẩn đoán phân biệt này mà các cái khối u juvenile fibroadenom có kích thước lớn và phát triển nhanh cũng cần được phẫu thuật để lấy bỏ khối u để loại trừ cái khả năng là u phi lốt. Có một cái bệnh lý lành tính rất là hiếm gặp. Tuy nhiên thì trên cái hình ảnh siêu âm khá là đặc trưng nên tôi cũng muốn giới thiệu với các bạn ở đây, đấy là cái u nhú ở vị thành niên hay còn gọi là juvenile papillomatosis. Đây là hình ảnh của một cái bệnh nhân nữ 17 tuổi với cái biểu hiện tiết dịch núm vú. Hình ảnh siêu âm cho thấy ống dẫn sữa giãn tạo thành nhiều cái nang nhỏ tập trung thành một khối giống như là cái hình ảnh của phô mai hay là hình ảnh tổ ong ấy. Thì do vậy mà cái bệnh lý này thường được gọi là cái bệnh phô mai Thụy Sĩ, Swiss cheese slide. Thế thì ở các cái tổn thương này thì cần được cắt bỏ hoàn toàn để tránh tái phát. Ở các bệnh nhân mà có juvenile papillomatosis mà có thêm những cái yếu tố nguy cơ về tiền sử gia đình ung thư vú hay là mô bệnh học khối u sau phẫu thuật có những cái tế bào không điển hình, tổn thương hai bên hoặc là đa ổ thì được xếp vào nhóm đối tượng nguy cơ cao và cần theo dõi sát và liên tục ngay cả sau khi đã phẫu thuật lấy bỏ khối u. Chúng ta chuyển sang cái phần tiếp về một cái khối u hiếm gặp hơn, đấy là u diệp thể hay là phyllostomal, thì cái tỷ lệ gặp đấy là chỉ chiếm 1% trong tổng số những cái tổn thương ở vú ở trẻ em và thanh thiếu niên. Dựa vào cái tỷ lệ phân bào trong mô đệm trên mô bệnh học, các cái đặc điểm về tế bào, các cái đặc trưng về bờ của khối u, rồi sự hiện diện của các cái thành phần khác nhau về hoại tử hay là về cái thành phần có hoại tử hay không, mà u phyllo sẽ được chia làm 3 độ, độ 1, độ 2, độ 3, tương ứng là lành tính chiếm khoảng 75%, độ 2 là trung gian khoảng 16% và ác tính là chiếm khoảng 9%. Trong đấy thì cái tỷ lệ tái phát của những cái khối u này thì được báo cáo là khoảng 20% đối với những cái u bậc 1, mà những cái u bậc 1 thì rất hiếm khi mà có cái di căn, trong khi những cái u bậc 3 hay là u phyllo ác tính thì có khoảng tỷ lệ tái phát là khoảng 27% và cái tỷ lệ di căn là khoảng 22%. Cái đặc trưng mô bệnh học của u diệp thể là tăng sinh những cái thành phần mô đệm trong tiểu thùy kết hợp với những cái thành phần biểu mô tuyến. Trong đó thì u diệp thể ác tính có những cái thành phần mô đệm có hình ảnh giống với sarcoma, rất giàu tế bào, nhiều phân bào, tế bào dị dạng và xâm lấn mô kế cận, trong khi những cái tế bào cấu trúc ống thì vẫn còn bình thường. Hầu hết những cái u phyllo ở trẻ em thì có mô bệnh học bậc 1. Đấy. Đây là cái hình ảnh siêu âm của một cái u phyllo. Thông thường thì có những cái khối u phyllo rất là khó chẩn đoán phân biệt với u sơ tuyến vú ở trên siêu âm. Trên siêu âm nó có cái hạ dạng khối hình bầu dục, trục song song, bờ đều và ranh giới khá là rõ. Chẩn đoán thì cần phải dựa vào lâm sàng khi mà cái khối u có kích thước lớn hoặc là tiến triển nhanh. Một số những cái hình ảnh siêu âm đặc trưng của u diệp thể như là có các ổ dạng nang hoặc là có cái tách giảm âm bên trong của khối u, cái cấu trúc âm thì không đồng nhất. Rất hiếm khi u có hoại tử hoặc chảy máu trong u. Các cái trường hợp như thế thì có thể được xác nhận trên chẩn đoán MRI và là cái đặc điểm gợi ý khối u phyllo ác tính. Bệnh nhân nữ 19 tuổi, đây là cái hình ảnh của cái bệnh nhân đến khám với chúng tôi. Vì sờ thì khối vú phải 2 tháng nay, khối tăng kích thước rất là nhanh và gây biến dạng bất xứng một bên vú. Cái hình ảnh trên siêu âm của khối u phyllo của bệnh nhân có khối lớn, ranh giới rõ, cấu trúc âm bên trong thì không đồng nhất và có một số những cái vách chống âm ở bên trong. Hình ảnh chụp mammography có khối lớn tăng đậm độ và không có vi bôi hóa. Thế thì có hai chẩn đoán phân biệt được đặt ra ở bệnh nhân này, đấy là juvenile fibroadenom và phyllostomal, và có chỉ định sinh thiết kim lõi để chẩn đoán mô bệnh học. Trong tiêu bản mô bệnh học của bệnh nhân này thì cái mô đệm có các cái tế bào hình thoi với nhân khá đều nhau và sắp xếp thành bó giải ít nhân chia, chúng phát triển bao quanh những cái thành phần ống tuyến lành tính phù hợp với cả u phyllo độ 1. Bệnh nhân được phẫu thuật lấy bỏ toàn bộ khối u và cắt rìa tổn thương 1 đến 2 cm. Nói chung tiên lượng thì khá tốt sau phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ u, tuy nhiên cái tỷ lệ tái phát thì vẫn có thể gặp. Các cái khối u ác tính ở vú thì ngoài cái u phyllo ác tính mà vừa kể trên thì có thể gặp những cái khối u ác tính nguyên phát như là từ u lympho, bệnh bạch cầu cấp, sarcoma cơ vân hay là u nguyên bào thần kinh. Trên cái hình ảnh siêu âm thì chúng ta thường thấy cái tổn thương di căn là đa ổ và hai bên. Tuy nhiên thì cũng có thể biểu hiện những cái khối đơn độc giảm âm giới hạn rõ giống với những cái tổn thương lành tính. Đây là hình ảnh của một bệnh nhân nữ 17 tuổi bị ung thư không Hodgkin, non Hodgkin. Siêu âm cho thấy nhiều khối hình bầu dục giới hạn rõ giảm âm với tăng sáng thành sau ở cả hai vú. Chụp cộng hưởng từ trên chuỗi xung T2 xóa mỡ và T1 sau tiêm thuốc với quang từ thì có rất là nhiều khối ngấm thuốc.
tổn thương đa ổ ở hai vú trên nền một cái bệnh nhân có tiền sử lymphoma non-Hodgkin, có chỉ định sinh thiết kim lõi để chẩn đoán và kết quả mô bệnh học cho thấy là một cái u lympho tế bào B thứ phát tại vú. Một trường hợp khác về di căn tại vú của một bệnh nhân nữ 14 tuổi có tiền sử u cơ vân ác tính thì trên cái hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cộng hưởng từ và hình ảnh chụp PET CT thì có rất là nhiều khối ngấm thuốc viền và có tăng truyền hóa cả hai vú cũng như là ở trung thất trước và khối cạnh cột sống. Về ung thư vú nguyên phát ở lứa tuổi trẻ em và thanh thiếu niên thì phải nói là cực kỳ hiếm gặp. Theo dữ liệu của SESR từ năm 2014 đến 2018 thì không thấy có trường hợp nào mắc ung thư vú nguyên phát dưới 14 tuổi và cái tỷ lệ mắc ung thư vú nguyên phát ở 15 đến 19 tuổi là 0,2 trên 100.000 và ở phụ nữ từ 20 đến 24 tuổi là 1,6 trên 100.000. Một số những cái trường hợp mà có tăng cái nguy cơ mắc ung thư vú nguyên phát ở tuổi trẻ phải kể đến đấy là cái có cái tiền sử chiếu xạ vào vùng ngực do điều trị một cái ung thư khác trước đó hoặc là những bệnh nhân có cái đột biến gen BRCA1, BRCA2. Những cái bệnh nhân có tiền sử tia xạ vào vùng ngực trong quá trình điều trị ung thư trước đó thì nên được theo dõi bằng chụp X-quang tuyến vú hoặc cộng hưởng từ với các khoảng thời gian bắt đầu theo dõi là 8 năm sau điều trị hoặc là bắt đầu sàng lọc ở tuổi 25. Trong chẩn đoán hình ảnh vú nói chung thì cái hệ thống dữ liệu và báo cáo hình ảnh vú BI-RADS là cái tiêu chuẩn để mô tả và phân loại các tổn thương vú thành các bậc có tương quan với khả năng ác tính theo hình ảnh. Chúng ta có thể áp dụng những cái hệ thống phân loại này cho cả người lớn và trẻ em. Tuy nhiên thì phần lớn những cái tổn thương vú ở trẻ em là lành tính. Do vậy là cái việc áp dụng dường như hạn chế công cụ công công dụng của cái công cụ BI-RADS này. Trên thực hành lâm sàng thì chúng ta hoàn toàn có thể trả kết quả siêu âm cho trẻ em và thanh thiếu niên và đưa ra cái phân loại BI-RADS đính kèm. Việc quản lý những cái tổn thương lành tính vú ở trẻ em có những cái điểm khác so với người lớn cũng giống như việc lựa chọn những cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh để đánh giá bệnh lý tuyến vú ở trẻ em thì việc quản lý bệnh lý tuyến vú ở trẻ em cũng phải tuân theo cái nguyên tắc first do no harm. Cái việc theo dõi tổn thương bằng lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh được ưu tiên trong các trường hợp. Vì vậy hầu hết những cái tổn thương trẻ em lành tính và gần như là không cần cái can thiệp điều trị gì nếu mà không có triệu chứng. Sinh thiết kim lõi qua da dưới hướng dẫn siêu âm là cái lựa chọn ưu tiên hơn so với sinh thiết mở đối với những cái trường hợp tổn thương nghi ngờ và cần chẩn đoán mô bệnh học cần dựa vào những cái tiêu chuẩn về mặt hình ảnh và những cái tiền sử về mặt lâm sàng ví dụ như là tiền sử xạ trị rồi bệnh lý ác tính ngoài vú tiền sử gia đình có người ung thư vú hoặc có cái đột biến gen. Khuyến cáo về cái việc đánh giá siêu âm và quản lý tổn thương vú ở trẻ em thì được tóm tắt lại theo cái sơ đồ sau đây và trước tiên là phải chú ý về tuổi của bệnh nhân với cái nhóm trẻ nhỏ và sơ sinh thì các vấn đề liên quan xoay quanh cái sự tăng sinh của mô tuyến vú. Đấy, những cái trường hợp mà được không cần phải làm thêm bất cứ một cái xét nghiệm nào và có thể được theo dõi và tái khám. Đấy là những cái trường hợp trẻ nam mà có cái tình trạng nữ hóa tuyến vú xuất hiện ở lứa tuổi 1 đến 3 tuổi hoặc là trong cái lứa tuổi dậy thì hoặc là trẻ nữ có cái tình trạng tăng sinh mô tuyến vú sớm nhưng mà không đi kèm theo bất kỳ một cái đặc tính sinh phụ nào khác. Ngoài ra thì với trẻ nữ mà có cái dấu hiệu của những cái đặc tính sinh dục phụ thứ phát khác hoặc là với trẻ nam mà có cái tình trạng nữ hóa tuyến vú kéo dài dai dẳng hoặc là quá mức thì cần phải làm thêm những cái phương tiện chẩn đoán khác như là đánh giá tuổi xương rồi những cái siêu âm bụng chậu rồi chụp cộng hưởng từ chụp các lớp vi tính vân vân. Với cái nhóm tuổi thanh thiếu niên thì trên lâm sàng gặp phần lớn là những cái tổn thương dạng khối và có thể được phân loại thành BI-RADS 2 lành tính hoặc là BI-RADS 3 là nhiều khả năng lành tính với một cái khuyến nghị về theo dõi hình ảnh trong một cái khoảng thời gian 6 tháng rồi và hoặc là sau 1 năm. Thế thì trong đó trong cái quản lý này thì cái sự tăng trưởng của khối u theo thời gian cũng là một cái đặc điểm hết sức quan trọng ảnh hưởng đến việc quản lý khối u. Khi mà cái khối u trên 3 cm hoặc là nó tăng kích thước theo thời gian theo dõi thì bệnh nhân có chỉ định làm sinh thiết kim lõi để chẩn đoán. Với những cái khối u 5 cm thì các tác giả khuyến cáo là có thể cắt bỏ khối u để chẩn đoán. Những cái trường hợp phẫu thuật xâm lấn thì có thể làm ảnh hưởng đến cái mô vú đang phát triển bình thường. Do vậy là có thể sinh thiết kim lõi để tránh cái tránh cái sang thương và mô vú đang phát triển. Phẫu thuật cắt bỏ được chỉ định trong những cái trường hợp mà mẫu mô không đầy đủ hoặc là khó chẩn đoán với sinh thiết bằng kim lõi.
Như đã trình bày ở slide trước, thì sinh thiết những cái tổn thương nghi ngờ phải được xem xét dựa trên những cái đặc điểm lâm sàng và tiền sử, rồi những cái yếu tố nguy cơ khác. Một vài những cái trường hợp lành tính bao gồm những cái tổn thương liên quan đến chấn thương và nhiễm trùng có thể biểu hiện những cái hình ảnh như là những cái đặc điểm ác tính thì cần được xử trí và điều trị theo cái chẩn đoán lâm sàng. Tóm lại thì cái bệnh lý vú ở trẻ em và thanh thiếu niên thì đa số là lành tính hoặc là liên quan đến quá trình phát triển vú. Siêu âm được lựa chọn là cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh đầu tay và phổ biến nhất. Đa số những cái trường hợp mà bệnh lý vú ở trẻ em và thanh thiếu niên thì chỉ cần được theo dõi, chỉ định sinh thiết kim lõi với các trường hợp nghi ngờ và cần phải được đánh giá nguy cơ phối hợp với các tiêu chuẩn về hình ảnh và tiền sử lâm sàng của bệnh nhân. Đây là một số những cái tài liệu tham khảo trong bài trình bày, và tôi xin kết thúc cái bài trình bày ngày hôm nay. Xin trân trọng và cảm ơn sự lắng nghe của các quý đồng nghiệp và quý thầy cô, và hy vọng là sẽ có thể mang đến một số những cái hình ảnh và những cái kiến thức để giúp cho các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh có thể quen thuộc hơn với cái hình ảnh bệnh vú của trẻ em và thanh thiếu niên. Xin trân trọng cảm ơn ạ.